mua cho nó gì để cho mình ăn cái nữa. Ok, đúng rồi, bây giờ anh chụp ok. Màu xanh này là cái phần chỉnh hình đã chỉnh chụp rồi. Chụp rồi để mình hậu kỳ hay mấy cái gì đó thôi. Còn cái mà mình chưa chụp mà mình chỉnh setup là cái này này. Highlight.com. Hello, xin chào các bạn. Như các bạn đã biết là cái câu hỏi mà các bạn hay hỏi mình là anh ơi, tại sao hình em chụp hay bị out? Ha, dù em để tốc độ rất là cao. Thì hôm nay Thái Lai cũng chia sẻ thực tế, cực kỳ thực tế cho các bạn luôn. Đây là cái học viên mới của mình nè. Thì hôm nay chính anh ấy học tới cái bài là cách lấy nét. Thì sẵn đây là một video thực tế, sẵn mình sẽ làm cái bài này mình chia sẻ cái kinh nghiệm lấy nét trên máy ảnh như thế nào để các bạn hiểu được ở cái chế độ lấy nét trên máy ảnh, để các bạn xác định được tư tưởng của mình chụp cái gì để hình nó tránh tình trạng ao nhé. Rồi, vậy là các bạn đã hiểu rõ rồi. Giờ chúng ta các bạn hãy coi bài viết mà Thái Lai sẽ nói chia sẻ trực tiếp với học trò mình, thì các bạn hãy nghe cùng với học trò mình luôn nhé. Ở đây đầu tiên á, là ở trên máy ảnh á, ở trên ảnh mình là nó có, thứ nhất các dòng máy mà hiện đại á, chuyên nghiệp thì nó có những điểm nét, cách lấy nét rất là nhiều hỗ trợ. Thí dụ như máy ảnh Canon 5D Mark 3, Mark 3, Mark 4 thì cái điểm lấy nét khác. Và đây để các bạn được rõ hơn thì Thái Lai không quay được ở cái phần điểm nét trong máy xuyên qua ống kính cho các bạn thấy. Cho nên Thái Lai bật tấm hình này lên để cho nó hiển thị những cái điểm nét mà các bạn đã dùng. Thì đây là máy, cái tấm hình này là máy ảnh Canon 5D Mark 4. Thì nó có 51 điểm nét và hiện tại cái máy ảnh này set được 9 điểm. Thì nó nằm 3 hàng thế này ha, 3 hàng trên này, 3 hàng giữa, 3 hàng dưới này. Cũng có nhiều bạn là set up là 21 điểm hoặc là 45 điểm hoặc là 50 điểm hoặc là 51 gì đó, tùy các bạn ha. Để các bạn hiểu rằng mỗi máy ảnh nó có một cái chế độ nét khác nhau và nó cho mình set hay không cho set nhé. Thì phần này Thái Lai sẽ nói về cho các bạn hiểu thôi là cái điểm nét như thế nào. Rồi bây giờ Thái Lai sẽ mở một tấm hình 6D ra thì các bạn so sánh cái điểm nét của 6D như thế nào nhé. Đây các bạn thấy không? Với bản 6D thì nó cho 11 điểm nét. À, nhưng mà bây giờ mình muốn set là 9 điểm không được, máy 6D không cho set. Hoặc là cái phần này Thái Lai cũng chưa tìm hiểu về nó. Nhưng mà Thái Lai thấy không có chỗ set để 9 điểm hay 3 điểm không có. Mà nhưng mà máy ảnh Canon Mark 3 là 1 này, Mark 4 là 2, 6D Mark 2 là 3 này. Nó cho mình set lại cái điểm nét là nguyên 51 điểm nổ hết hay là 21 hay là 15 hay là 9. Còn máy 6D là nó có 11 điểm nét như vậy thôi. Thì các bạn nhìn đây, ở đây là cái điểm nét là lấy vào mắt. À, nằm ở đây, đây là mắt đúng không? Đây các bạn thấy đã hình dung được cái điểm nét của mình này. Thì chính là đây là chọn ở chế độ điểm nét, khi mà mình chụp á, mình chọn điểm nét này. Thì để rõ hơn các bạn theo dõi video trước. Đây là Thái Lai mở hình lên để các bạn hình dung được là cái điểm nét trên máy ảnh của mình đang có. Thái Lai dùng lớn xíu cho dễ thấy nhé. Đây, cái điểm nét ở trên máy ảnh của mình hiện có là cái điểm nét như thế nào. Rồi các bạn theo dõi tiếp video nhé. Thì đặc biệt á, ở đây là Thái Lai đang cầm trên tay máy học trò của Thái Lai là 6D. Thì máy ảnh 6D ra đời được lâu các bạn biết rồi. Thì cũng có một số bạn là chụp 6D rồi chụp 80D, 70D, 60D, 5D. Còn gì ta? Cái gì đi D nữa ta ha? Hồi chắc như đó là hết D là vì đang nói nhớ không nổi các bạn ạ. Đây, thì tình trạng các bạn chụp ao và cũng có một số anh em là chụp mắc ma bởi vì ao. Thì đây là một bài viết mà Thái Lai nghĩ là các bạn nghe kỹ và Thái Lai sẽ giảng một chút kinh nghiệm cho các bạn hiểu là ở đây Thái Lai nói về cái 6D trước nhé. Rồi Thái Lai nói trường hợp các bạn hỏi ở anh chụp Mark 3 hay sao, thì câu hỏi các bạn hỏi hết rất là nhiều. Và câu hỏi thứ hai các bạn hay hỏi nữa là off Facebook rất căng, thì lần sau mình sẽ nói cái đó xong nha. Rồi đầu tiên, thường các bạn chụp hình á, thì các bạn đưa máy lên ha. Thì trong ống ngắm của mình nhìn á, trong ống ngắm của mình nhìn mỗi máy có một cái điểm lấy nét khác nhau nhé. Mỗi máy có điểm lấy nét khác nhau. Ví dụ như trên máy này nó có 9 điểm coi, 3 với 3 là 6, 6 với trên máy này có 11 điểm nét nhé. Trên máy 6D này có 11 điểm nét. Nhưng mà nó lại khác với những máy khác. Có máy khác là 45 điểm, có máy khác là 9 điểm và tùy theo mình set nữa cơ. Ha, tùy theo mình set máy nữa. Nhưng mà nếu như bạn nào xài máy 6D thì nó không cho mình set điểm nét đâu. Nó cho mình 11 điểm là mình cứ xoay sở thôi. Thì điều đầu tiên là các bạn chụp ở chế độ on shot. Thường thường chúng ta chụp on shot. Ha. Vậy cái on shot này để làm gì? Thì Thái Lai sẽ nói sau cái bài sau. Và trong on shot này nó có là on focus và on server. Thì hôm nay Thái Lai chia sẻ các bạn là cách lấy nét mà chọn, tức là cách lấy nét là một, còn chọn chế độ lấy nét nữa đó là các bạn phải xác định là cái từ ngữ mà hay nhầm lẫn là cách lấy nét và chọn chế độ lấy nét.
để được rõ hơn thì các bạn cố gắng phân biệt giữa cách lấy nét và chọn chế độ lấy nét giúp Thalai nhé. Ở chỗ này thì các bạn lát nữa các bạn sẽ coi cái một số ví dụ chụp thực ví dụ cho các bạn coi sau nhé. Nhưng mà các bạn phân biệt giúp Thalai là cách lấy nét và chế độ lấy nét khác nhau nhé. Thì mình nghĩ rằng chắc chắn một điều mà các bạn hay bị chụp ảnh bị mờ, bị ao, không nét thì có thể là các bạn đang chọn sai ở chỗ là chọn cái chế độ lấy nét bị sai. Cho nên các bạn có thể vấp ở trường hợp đó thôi. Thí dụ như ở đây, Thalai nói là hiện tại giờ là cái máy này có 11 điểm nét. Thì đây là cái cách mà Thalai chọn chế độ lấy nét ha, chọn chế độ nét. Còn cách Thalai lấy nét là Thalai sẽ để điểm nét nó nằm ở giữa, ở giữa trung tâm. Rồi có nhiều trường hợp khác Thalai vẫn có thể rê cái điểm nút giữa đó, nó đi qua bên tay phải hoặc là qua bên tay trái. Thì đó là cái mà cái cách lấy nét của Thalai. Còn chế độ lấy nét là chế độ nhé, on shot. Là đôi khi các bạn để nhầm lộn chế độ là qua chế độ gọi là auto. Vậy thì Thalai hỏi các bạn luôn nhé, để các bạn coi các bạn trả lời trong cái YouTube luôn, để Thalai hiểu rằng nếu như bạn nào mà chụp ở một điểm nét khi các bạn đưa máy lên mà trong máy mình nó có một ô một điểm nét nổi lên thôi thì các bạn đã để chế độ là đúng rồi. Nhưng các bạn đưa lên máy lên mà các bạn lấy nét này nó ra 1 cục, 3 cục, 4 cục, 5 cục thì chính đó là chế độ mà lấy nét auto nhé. Nó có lấy nước chùm và nét auto, tức là auto các bạn đưa lên phát là cỡ nào cũng dính hết á. Thì Thalai giải thích các bạn hiểu cái chỗ này. Khi mà điểm nét auto á, khi mà các bạn chọn điểm nét auto, tức là các bạn đưa lên phát nó hiện lên khi mà bấm nút cò này, đưa lên máy lên các bạn bấm nút cò thì rõ ràng có phải là bấm cò xuống nó báo cái nút nét hiện lên, thì đôi khi các bạn có phải là hiện lên 1 chùm không, 3-4 cục không, thì đó thì chính đôi khi những cái điểm đó là gọi là nét auto. Nhưng mà không phải nét auto là sai, nhưng mà nét ô tô đó thì nó cho phép chúng ta có tấm hình nét, có tấm hình không. Thì đây là lý do mà Thalai nghĩ rằng các bạn chụp bị ao nét là do chỗ này. Thì bây giờ Thalai cho giải thích chỗ này. Khi mà nét ô tô là như thế này. Đây nét ô tô. Hiện tại mình nhìn vào đây. Đây mình nhìn vào đây ha. Đây là 11 điểm nét này ha. Đây 11 điểm nét. Thì khi mình muốn chụp ví dụ như cái người chủ đề, cái chủ đề mình là cái máy quay phim đang quay đây này. Lúc đó mình muốn chụp hình mình để vào giữa mình chụp thì cái bố cục mình là ngay rồi. Nhưng có trường hợp là đó mình sẽ rê qua đây. Thấy chưa? Rê qua đây mình chụp này. Không. Đây là chụp rê ra. Ok, set nó. Ok. Đó, thì khi mà mình rê ra đây á, để từ từ nó tốc độ nhanh quá, đợi chút. Này hiện tại anh thấy nút nét mà nằm ngoài rìa đúng không? Đó. Thấy chưa? Nó vẫn nét thấy chưa? Nó bằng nét. Thấy chưa? Thấy chưa? Đây là chế độ lấy nét của mình là on shot, lấy nét của mình là on shot. Và cách lấy nét của mình là mình di dời cái điểm nét đó qua bên tay phải, qua bên tay phải màn hình. Đó là cách lấy nét. À, cách lấy nét của một người một khác, có người thì họ muốn thích cách nét của tôi là tôi thích để cái nút nét ngay giữa. Còn cách lấy nét của Thalai chẳng hạn, Thalai ví dụ Thalai muốn lấy nét ở bên ngoài rìa. Ha. Ngoài rìa Thalai muốn vậy là gọi là cách lấy nét, còn cái chế độ lấy nét là khác nữa. Cho nên đôi khi các bạn nhầm lẫn. Thì bây giờ Thalai nhắc lại là bây giờ Thalai chọn một tấm hình, chọn một kiểu là lấy nét auto nhé. Thì trên máy ảnh của mình á, ở có cái phần này, nếu như sau đây là bấm vào đây lấy nét, sau đó rê cái điểm bánh xe đi, bánh xe này đi, cho nhảy qua cái chế độ lấy nét auto. Đây thì lấy nét auto là khi mà mình chọn lấy nét auto á, thì nó lên một chùm thế này này. Thế là một chùm như thế này. Thì biết sao không? Trên thực tế nếu như các bạn ở chế độ lấy nét ô tô này thì với điều kiện các bạn muốn nét luôn á thì các bạn phải để khẩu, tức là để cho độ chính xác an toàn nhất thì các bạn ở đây Thalai chia sẻ đi. Nói về không phải nói về chuyên sâu hơn chuyên sâu xa gì mà nói được cơ bản nhất thì các bạn muốn để nét ô tô thì cái khẩu của các bạn á, phải để nhỏ lại nhé, nhỏ lại, tức là từ 5.0 trở lên, 5.0, 5.0, 5.6, 6.3 gì đó thì các bạn chụp chắc chắn một điều là nét rồi. Nhưng đôi khi các bạn lại mở khẩu ra là 1.8, 2.8, 2.0 gì đó các bạn chụp thì đôi khi nó không nét. Tại vì sao? Thế là giải thích cái khúc này đây, cái chỗ là khi mà chúng ta để nét ô tô như vậy thì nó lên một chùm, mà đặc biệt ví dụ như Thái Lan ấy, cho các bạn hiểu Thái Lan muốn chụp cái người đó nét tại chỗ mặt mình này. Có bằng mình ở đây ha, thì nó có mũi, mắt, tai, lồng miệng, mũi gì đó, ai đây. Bây giờ trong lòng của Thalai á là muốn cái con mắt nó nét ha,
vuốt mắt có mắt của nhưng vực về nó nét này. Thì Thái Lai đặt cái ở chế độ mà auto chầm nét như vậy ấy, rõ ràng nó bỏ lên một chầm mà thì mình không biết là cái chầm này nó sẽ nét vào đâu, mình sẽ bị hoang mang. Thì chính cái chỗ đó chụp ra nó mình không biết là nét vào đâu cả, mình không tự tin. Còn nếu mình muốn nét rõ ràng ở con mắt thì mình phải chọn qua chế độ lấy nét một điểm nét thôi, lúc đó là các bạn sẽ chụp nó sẽ nét. Lúc đó thì các bạn cái điểm nét đó mà nó đặt vào đâu thì cái chỗ đó sẽ có quyền nét, ưu tiên nét nhé các bạn. Còn các bạn mà để chế độ auto nét thì rõ ràng lấy một chầm như vậy, cái đôi khi nó nét ở vai, ở ngực, ở bụng, ở mông gì đó các bạn ha. Để được thực tế hơn thì Thái Lai chụp ví dụ một số ảnh để các bạn xem. Ở đây là Thái Lai chọn chế độ để auto, các bạn chụp cho các bạn xem hiểu là khi mà điểm nét đó nó sẽ như thế nào. Và Thái Lai để một chế độ là một điểm nét để các bạn hiểu rằng khi chụp như vậy tình trạng như thế nào nhé. Rồi bây giờ Thái Lai sẽ chụp đây thì các bạn xem những ảnh mà Thái Lai sẽ đưa lên, view lên, info lên để các bạn thấy được cái điểm nét của nó như thế nào nhé. Cái mặt phải nhìn anh cái nữa. Đây, ở đây thì Thái Lai chia sẻ cho các bạn thấy rõ ràng rồi và chụp thực tế. Và giờ để info tấm hình lên để coi nhé. Thì điều đầu tiên là Thái Lai sẽ nói về cái phần mềm này của máy ảnh Canon. Khi hồi xưa mua máy thì Canon cho mình kèm theo một cái đĩa, có, mà bây giờ là hầu như không có rồi. Thì một số bạn đã hỏi mình phần mềm này, Thái Lai đã chia lên, đưa lên trên YouTube Thái Lai là hai phần mềm rồi, một bản cũ và bản mới cập nhật rồi. Các bạn coi những video trước để mà tải về xài nhé. Đó là chẳng kể Thái Lai trả lời luôn. Rồi bây giờ Thái Lai sẽ mở tấm hình info. Tấm hình này là Thái Lai chụp bằng ở chế độ nét auto. Thì coi nét không nhé. Đây, info lên. Thì rõ ràng khi để chế độ nét auto là khi mà mình bấm vào lấy nét á, thì máy nó hiện lên 5 điểm nét. Nó hiện lên 5 điểm nét cho mình. À, nhưng mà khi mà xác định nét là thì có là nó nằm ngay cái tay. Các bạn thấy chưa? Ở cái nón là nét. Thì rõ ràng là mình không làm chủ được cái điểm nét mình vào đâu cả. Thì cho nên Thái Lai muốn là làm video thực tế như vậy và chia sẻ phân tích lên từng ly từng tí như vậy để các bạn nắm hiểu rằng cái chế độ lấy nét của mình đã đúng hay chưa. Và nếu như trong video này mình Thái Lai làm đúng cái bạn đang vấp phải thì các bạn hãy bình luận dưới video cho Thái Lai biết để Thái Lai làm tiếp tục. Tại vì về mảng chụp ao này nó có nhiều cái tình huống lắm, nhưng mà Thái Lai đau đầu một cái là các bạn vấp cái lỗi rất là nhiều. Thái Lai nghĩ là vậy, cho nên Thái Lai làm cái video này trước để các bạn coi cái đã. Và đúng nữa mà các bạn để như vậy mà bị ao nữa thì lúc đó Thái Lai sẽ làm thêm video để các bạn biết được những lỗi của mình mà sửa nhé. Rồi đây là bức ảnh mà các bạn đã coi là thấy rõ ràng nó bị ao đúng không. Khi mà đặt vào là nó đâm một chầm, cuối cùng nó ngay cái tay. Ok, bây giờ các bạn coi bức ảnh này. Các bạn này. À, bức ảnh này chính là Thái Lai để vào mắt, nhưng mà ở đây nó báo lên trán. Thì cái phần này Thái Lai cũng từng làm một video là nói về cách lấy nét trước sau đó rây máy. Thì các bạn hãy coi cái video trước tại sao mà nó lên đây nhé. Các bạn không hiểu mà tại sao Thái Lai chụp ngay điểm nét ngay mắt mà. Bây giờ báo info ở đây là nằm trên trán. Thì các bạn coi giúp Thái Lai cái video mà Thái Lai đã hướng dẫn là cách rây máy nhé. Cách lấy nét xong rây máy thì các bạn có thể hiểu thêm thôi, chứ không có gì cả. Rồi các bạn coi tấm thứ hai này, nó nét, tấm này nét này, zoom lên, coi luôn, zoom lên cho thật rõ ràng. Đây là máy ảnh 6D Mark 2, máy ảnh 6D thôi. Chụp trên lens 51.8 STM nhé. STM. Rồi. Bật tấm này coi nữa. Để chút máy đang treo. Đây. Đây, máy hình này luôn, chụp 6D. Và lens 51.8 là lens điện thoại mà mình đã nói video nhiều video rồi. Đó các bạn thấy không, zoom lớn các bạn có 100% này. Info 100% coi đã luôn. Thì chính là cái chỗ đó các bạn hay chụp bị sai thôi. Đó là bài viết hôm nay mà Thái Lai muốn chia sẻ các bạn thực tế như vậy thôi. Thì bài viết hôm nay Thái Lai nói đây, các bạn nghe khúc này là hiểu hết trơn rồi. Còn các bạn yêu thích này nữa, muốn theo dõi phía sau thì mình sẽ thích thêm ở phía trên máy này nó có ba cái chế độ lấy nét để trường hợp nào nữa thì các bạn coi video sau nhé. Bây giờ Thái Lai sẽ nói về tiếp tục Thái Lai truyền đạt cho học trò Thái Lai. Bye bye các bạn nha.